Bây giờ một người chồng lãng mạn đang yêu sẽ nói gì với vợ mình trong tình huống như vậy ta? Đám mây đã ôm lấy người vợ mặt trăng yêu quý của mình rồi đó em. Thôi, không sao hết, sẽ có trăng tròn lại thôi. Chúng ta sẽ ngắm trăng sau, được chứ? Bây giờ đi ngủ đi. Đúng rồi, em có thể đưa ra chọn lựa của em vào ngày mai. Anh không muốn em tiếp tục mối quan hệ này mà buồn rầu như vậy. Em không ngủ được sao? Ngủ ngon. Shivanya có sao không vậy? Shivanya, em có sao không? Shivanya. Shivanya, em có sao không? Chuyện gì vậy? Anh mơ thấy một giấc mơ. Anh có sao không? Không có sao. Anh đang ngủ rất say mà phải không? Sao đột nhiên bị như vậy? Anh không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nếu mơ thấy rắn là có điềm báo đó. Anh biết là có rất nhiều huyền thoại nói về rắn. Nếu con rắn xuất hiện ở trên đường đi thì cuộc đời của em sẽ thay đổi. Nếu em mơ thấy rắn thì kẻ thù của em sắp tấn công em. Còn nếu em thực sự giết chết một con rắn thì sẽ trở thành kẻ tội đồ. Mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Anh không biết được đâu. Con rắn chắc chắn sẽ quay lại để báo thù, cho dù là 100 năm sau đi chăng nữa. Còn nếu như anh giết chết cả gia đình hay là người yêu của con rắn đó thì sự báo thù sẽ còn nguy hiểm gấp nhiều lần hơn nữa. Điều đó rất kinh khủng. Đừng nói những chuyện này nữa. Chỉ có những bộ phim ngày xưa mới có những chuyện này thôi. Bây giờ em ngủ đi, khuya rồi. Xin lỗi vì đã đánh thức em vậy.
người đã tới rồi. Sao tôi không tới chứ? Hôm nay chính là một đêm trăng tròn mà. Sao tôi có thể quên được một đêm quan trọng như vậy? Đêm hôm nay, những con người rắn như chúng tôi sẽ cầu nguyện với thần Shiva. Chúng tôi nhận được thật nhiều sức mạnh từ những lời cầu nguyện của chúng tôi. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ một chuyện, là chị Sivanya sẽ không thể đến lễ cầu nguyện đêm nay. Chị ấy sẽ phá vỡ truyền thống mọi năm. Sivanya sẽ phải rất khó khăn mới có thể trốn ra khỏi căn nhà đó. Chắc chắn chị ngươi sẽ tới đây thôi. Nhưng làm sao được? Chị của ngươi là người rắn mà. Chị của ngươi chắc chắn sẽ tìm ra cách nào đó để đi tới đây. Năm tên ác quỷ đó đã giết chết ba mẹ của Sivanya không thương tiếc. Sivanya đã thấy được ba trong số năm người đó, nhưng vẫn còn hai gương mặt chưa có lộ diện. Sivanya biết manh mối của mọi chuyện đều nằm trong căn nhà đó, bí mật được giấu ở đó. Nếu như Sivanya muốn báo thù thì Sivanya phải tới để nhận thêm sức mạnh của thần Shiva. Nếu không có thần Shiva ban thêm sức mạnh thì không thể nào thành công. Mục đích đó rất quan trọng. Ta đã gọi những người tu hành tới đây để ban phước cho cả hai người rồi đó. Ta tin thần Shiva hiện diện trong những người tu hành. Thần Shiva sẽ nói chuyện thông qua những người đó. Thần linh sẽ ban phước thông qua những người đó. Sự báo thù của cô ấy chưa mới bắt đầu. Sivanya sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Sivanya chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn sẽ tới đây thôi. Hôm nay con gái của mẹ rất đẹp đó. Đẹp giống y như mặt trăng tròn vậy. Mẹ biết chắc chắn là vào một ngày nào đó sẽ có một người đặc biệt xuất hiện ở trong đời con. Con sinh ra là để dành cho người đó. Người đó là người may mắn nhất. Con sinh ra dành cho ai vậy hả mẹ? Dành riêng cho người con yêu, cho một nửa của con, cho bạn đời của con. Và một ngày nào đó ở trên chiếc giường cô dâu thì mặt trăng tròn như đêm nay minh chứng cho tình yêu của con. Con có biết không, khi con người chúng ta yêu nhau, họ sẽ đi vòng quanh ngọn lửa thiên cùng với người họ yêu và thề nguyện sẽ ở bên nhau 7 kiếp đó con. Còn chúng ta là người rắn, lời thề nguyện sẽ là ở bên nhau cho đến 100 kiếp mới thôi đó. Đối với chúng ta là như vậy đó con. Ba và mẹ đều là người rắn mà con. Khi kết hôn, ba mẹ đã thề với nhau sẽ bên nhau trong 100 kiếp. Ba mẹ sống với nhau không bao giờ xa nhau. Tình yêu của ba mẹ dành cho nhau sẽ không thể phai đâu con gái. Sau này con cũng sẽ tìm được một người như vậy. Con sinh ra là để dành cho người đó. Con sẽ có hình dạng của một con người. Con có thể yêu và được yêu như những người bình thường. Nhưng nếu không có tình yêu thì không thể gọi là hoàn hảo. Còn hôn nhân là thể hiện cho một tình yêu thực sự. Khi một người nào đó thoa sơn đỏ lên trán con thì hai người sẽ gắn kết với nhau. Lúc đó con sẽ kết hôn với người con yêu. Còn nếu không phải người con yêu thì đôi khi con sẽ yêu người đó sau khi kết hôn với nhau. Thưa thần linh, thật trùng hợp là điều mẹ mong muốn đã trở thành hiện thực. Trong một đêm trăng tròn con đã tìm được tình yêu, nhưng có sự căm thù. Cả trăm năm trong tình yêu này,
có sự báo thù 100 kiếp. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không, mình chỉ có một mục đích, đó là báo thù. Mình nhất định phải báo được mối thù này bằng bất cứ giá nào. Đó là lý do mình bước vào căn nhà này. Nhưng mà tại sao mình cảm thấy thật kỳ lạ? Bây giờ mình đã đi tới bước này rồi, mình nhất định sẽ phải tìm ra cách gì đó để báo được mối thù này mới thôi. Gì đi nữa, mình cũng phải đến đền của thần Shiva trong ngày hôm nay.
Om Trembakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukumiv Bandhanat Mrityor Mukshyam Amritat Om. Cô gái kia đang ở đâu? Cô gái mà ta kêu về ngôi đền thần Shiva tới chưa vậy? Cô ta đang đến. Cô ta đến rồi. Con rắn? Sao lại có con rắn ở đây? Mới thấy nó ở đây mà bỏ đi đâu mất rồi. Trì Thiết, sao anh không chịu nghe điện thoại vậy? Bắt máy của em đi. Nhanh lên Trì Thiết. Ai đến vào lúc này vậy chứ? Vi, cô bị sao vậy? Nè, sao con lại bỏ đi trong lễ cưới? Ba mẹ tìm con vất vả lắm đó biết không? Sao vậy? Tanh Vi à, con có biết ba mẹ phải lặn lội đường xa tới đây nhờ bạn con nói thì ba mới biết là con đang ở thành phố Buni hay không? Sao con lại làm vậy? Con đã quỷ hoại toàn bộ kế hoạch của chúng ta bấy lâu nay đó biết không? Gia đình mình đã làm mọi thứ để con có thể lấy ri thiết con biết không? Mẹ đã phải làm giả tử di của con để hợp với số mạng của Ri Thiếp con biết không? Vậy con mới chịu lấy nó. Nhưng còn con đã phá hỏng tất cả mọi thứ mà ba mẹ đã lên kế hoạch. Bây giờ thì thằng Ri Thiếp đã lấy con nhỏ người hầu Si Banh Nha rồi đó. Tại sao con lại làm vậy? Ba muốn biết lý do tại sao. Ba hãy nghe con nói đi bà ba. Anh Gus gọi à? Anh có chuyện quan trọng cần phải nói với em đó. Anh gọi cho em làm gì nữa anh Gus? Lúc nãy anh đã chấm dứt tình bạn lâu dài của chúng ta rồi kìa mà. Bây giờ con anh đã đám cưới và nó đã bỏ rơi con bé Tanh Vi nhà tôi rồi. Anh đã không màng tới tương lai của con bé. Hãy quên chuyện đó đi. Giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm vì lúc nãy anh vừa mới nhìn thấy nó đó. Bây giờ phải làm sao đây? Anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Quá khứ của chúng ta. Con nói rõ đi, chuyện gì vậy? Mẹ à, bác Damini đã kêu con đừng làm đám cưới với Tri Thiết nữa đó mẹ. Con nói thật mà, bác ấy đã nói như vậy mà mẹ. Cái gì? Anh bị điên rồi hay sao anh Gus? Anh thật sự đã nhìn thấy con rắn đó ở trong nhà của anh. Nó đang bò ở trong nhà của anh đó. Anh hãy thôi đi anh Gus. Anh say rồi đúng không? Em cũng biết là mỗi ngày anh đều phải uống rượu mà. Anh Gus à, chắc chắn anh đã say rồi. Anh nói là anh mới nhìn thấy. Chuyện quá khứ của chúng ta hay sao? Chuyện mà chúng ta đã làm cách đây 20 năm trời đã được chôn cất trong quá khứ. Con rắn mà anh nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Không thể nào của con rắn nào xuất hiện được, anh hiểu không? Anh đừng có nói lung tung nữa. Alo, alo.
Hỡi thần linh tối cao, hãy ban sức mạnh cho con để trả thù 5 con người đó, những người đã giết chết ba mẹ của con trong ngôi đền này. Con nhất định phải trả được mối thù này.